Đây là bộ phim cho chúng ta thấy giá trị của game trong cuộc sống, đặc biệt là trong bối cảnh nam nữ có xu hướng ăn cỏ như hiện tại. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Video này được mang đến cho bạn bởi content phì lù, editor lờ đờ và tôi quản quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ, hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc, học tập, rửa bát, đặc biệt là cho những ai FA. Đây là bối Vivi, một nữ nhân, một tinh hoa hội tụ, một bông hoa 100% anh em rất mê. Trừ việc không kể được chuyện hài ra, thì cô này sở hữu giao diện xinh, rất xinh. Hơn nữa còn là tay chơi có số má trong game Ghost Story thiện nữ. Chứ không phải kiểu chỉ cần bạn có mặt thắng thua không quan trọng. Mỗi tội sống ẩn giật không chịu lộ diện. Chỉ chờ có thế, đám chim lợn mới ép rằng lỗ vĩ Vivi là dân chơi hệ bịp, nam giả nữ chăng? Cái tin ối rồi ôi này đã có tác động không nhỏ đến việc Vivi tái hòa nhập vào cộng đồng FA. Khứa chân thủy vô hương sau khi đá Vivi ra chuồng gà đã kiếm cho mình một cô mới chuẩn nữ hơn, ngon hơn, rồi tổ chức cái đám cưới có chi phí khủng nhất server. Tuy nhiên Vivi được trời độ, muốn FA cũng khó. Chẳng mấy chốc sau cô đã gặp được Destiny của đời mình. Người nghệ sĩ này là Nhất Tiếu Nại Hà, đệ nhất cao thủ toàn máy chủ game Ghost Story thiện nữ. Đúng là người thành công thường có lối đi riêng. Vừa kết bạn với Vivi xong, Nại Hà đã gạ luôn kèo lên phường đăng ký kết hôn. Lý do khiến vị nam thần này để ý đến Vivi là bởi cô này mạnh, mạnh điên, cực kỳ phù hợp để đồng hành với anh trong các sự kiện dành cho các cặp phu phụ. Nhưng không vì thế mà Nại Hà chỉ làm đám cưới qua loa. Anh muốn tổ chức một lễ cưới đỉnh nắp kịch trần, phấp phới, tới bến tới bờ, nên xin phép Vivi cho mình thời gian để chuẩn bị. Nếu ai đó tò mò về dung nhan thật sự của Tiếu Nại Hà thì đây, full HD không che của các chị em đây. Anh này tên Tiêu Nại, một bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất mê, đã thế còn không phải hến vương. Vừa mới chốt kèo với cô vợ online xong là thông báo luôn cho anh em biết, chăm nghe không bằng một lần chạm mặt. Cả bọn đăng nhập vào game Ghost Story thiện nữ, ra mắt chị dâu luôn cho nó nóng. Và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi cùng nhau phang boss nhỉ? Với khả năng công thủ nhịp nhàng lên xuống uyển chuyển, team này đã nhanh chóng cho con quái nếm mùi đất. Tiện đây Nại Hà cũng thông báo luôn thời gian đám cưới của họ. Sau khi bổ 7749 quả cao thì anh đã lựa được ngày kia là hôm đẹp. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đám cưới giữa cặp nam nữ chính diễn ra trong sự chúc phúc của các bang chủ có tiếng. Buổi lễ diễn ra thì cũng cơ bản thôi. Màn đặc sắc nhất mà Tiêu Nại dành cho người vợ online là một chuyến lên đỉnh bằng khinh khí cầu để ngắm cảnh đêm. Tốn kém ra phết đấy. Thôi không sao, quá lắm thì chồng gầy đan con vợ cầm bát, nom cũng thu về được khá khá. Cuộc sống trong game của Vivi đang nở hoa thì đời thật lại gặp bê bối. Cô dính vào tin đồn tò te tí toét với đại gia. Tuy không rõ mặt nhưng với cái ba lô này thì ai cũng biết. Ngay lập tức Vivi đã tra ra danh tính của kẻ viết bài. Khứa này tên Tào Quang ở khoa ngôn ngữ, cũng là một nhân tố xuất chúng. Bằng khả năng ngôn ngữ kèm theo bằng chứng cụ thể, Vivi đã khiến khứa họ Tào kia đứng hình. Trong hoàn cảnh nhưng thê thảm hơn là cu mõm thâm này. Bữa trước trong đám cưới không biết giữ vệ sinh răng miệng mà sủa đụng chạm vợ của Nại Hà, nên hôm nay hắn phải trả giá. Đại thần nhà ta đã chơi một trò cực hiểm khi bắt cô này trong hoàn cảnh chỉ cần ao ạc là toang luôn nhiệm vụ. Vì thế mà hắn chỉ xin một đao cho mình được giải thoát. Nhưng Vivi bảo hông bé ơi. Cô sử dụng một con dao với sức sát thương cực nhỏ để cắt dần từng giọt máu của cu mõm thâm, cho hắn tận hưởng cái cảm giác chơi không được mà thoát cũng trả xong. Chị này ác nhưng đã. Giữa lúc đó bestie của Yêu Yêu, tân nương của Vô Hương, đến đòi lý lẽ cho cu mõm thâm. Ừ thì có cố gắng nhưng không đáng kể, mới chỉ bị Vivi rủ làm kèo solo là rén luôn. Đã thế còn bị thanh niên kia bảo thôi, bản thân dám làm dám chịu, không muốn mỹ nữ phải đổ cả lệ lẫn huyết. Lúc này ba ả kia cay nên rút vội. Thấy khứa mõm thâm có dấu hiệu cải tạo tốt nên Vivi tha. Dù sao để thế này cũng tốn tiền điện tiền mạng, thà đi hái thuốc với chồng còn phê hơn. Mấy ngày sau đó trên diễn đàn phim xuất hiện một video với tâm điểm là màn lụy của một nhân vật nữ tên Lỗ Uy Uy Uy. Nghe cái tên cộng thêm yếu tố trang phục, ai cũng biết là bản parody của Vivi. Đây là chiêu trò mà Yêu Yêu cùng bestie của ả bày ra, cùng sự phối diễn của Vô Hương nhằm trả đũa cặp nam nữ chính vụ hôm trước. Sau khi nhận được tin từ các bro, Tiêu Nại lập tức ra tay dẹp dư luận với Tiêu Chí, đấm thẳng tung tin. Ngay ngày hôm sau anh đã hẹn khứa Vô Hương làm một trận tỉ thí trong Ghost Story thiện nữ. Kèo này khá cân. Tôi không nói thế, mà tôi sẽ nói là Nại Hà ao trình hoàn toàn. Với skill gầy beat đỉnh cao của mình, top 1 đã tặng cho đối thủ bản đại bãi ca. Thấy chồng thua quê quá, Yêu Yêu liền lên hồi máu rồi ích sự quê lên, bằng cách đổ lỗi cho Tiêu Nại không chịu tháo đồ như lời thách đấu. Lấy con gậy dại, đúng là đội cả container quần lên vẫn nhục. Tiêu Nại mà không tháo đồ ra thì Vô Hương còn tàn hơn. Nếu cô nương kia đã mở lời thì Nại Hà cũng không nỡ từ chối. Anh đề xuất để mình cosplay Dương Quá để solo vậy. Vừa cay vừa nhục, Vô Hương bảo không cần. Thậm chí còn tự tháo trang bị cho nó đồng cân đồng lạng. Kết quả thế nào thì tôi xin phép không recap thêm vì nó quá rõ rồi. Sau khi thất bại, Vô Hương đồng ý gỡ video. Từ nay coi như nước sông không phạm nước giếng. Dạy dỗ thì đã xong, giờ là lúc để bồi đắp tình cảm vợ chồng. Nại Hà đưa Vivi ra một nơi có view triệu đô. Vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến cỡ này là cùng. Không những bản lĩnh trong những kẻo solo, Nại Hà còn cho thấy mình chiều vợ số 2 đố ai bảo số 1. Thấy Vivi ngỏ ý tham gia sự kiện content video, Tiêu Nại không ngại check lại kịch bản, rồi tham gia rất nhiệt tình từ A đến Z. Với tiêu chí không làm thì thôi, chứ một khi đã làm thì phải ra ngô ra khoai, không nhất cũng phải số 1.
Với câu chuyện tình buồn giữa ả tướng cướp và vị tướng quân cosplay nhạc sư, cặp đôi main đã giành được chức quán quân và được tặng bộ trang phục Seven Color cho các cặp đôi. Tuy không thể biến đổi màu sắc các kiểu các thứ như này, nhưng chùm cuối vẫn luôn có sẵn những bộ đồ rất ưng con mắt, phù hợp cho mọi độ tuổi, mọi giới tính, nói chung là over hợp. Mua đấy. Sau khi giành chiến thắng trong việc làm content, hai vợ chồng đổi gió sang làm nhiệm vụ phu thê. Ở cái mission này, người chồng phải tìm được vợ trên cơ sở là trí cảm tương thông. Tuy địa điểm không có trên bản đồ, nhưng may cái là khung chat còn dùng được, nên Vivi có thể mô tả chỗ mình đang ở cho chồng. Nhưng như thế là chưa đủ để tìm được vợ. Nại Hà phải vượt qua ải cơ này đã. Tưởng gì chứ cái này, dỉ tường. Chỉ cần một nước duy nhất là Nại Hà đã phá đảo để nhận thêm đồ phục vụ cho hành trình của mình. Tiếp đến là thử thách Long Chỉ. Ban đầu thì cũng khá khó nhai, nhưng nhờ có nội công thâm hậu của mình, Nại Hà đã nuốt trọn trò này. Kế đến là solo với cặp Phượng Hồng vẫn quá là dễ. Đến phiên khứa này thì sao? Đánh đang dở thì ngắt bởi phát hiện biểu tượng quen biết. Và thế là Nại Hà cưỡi chim đến đón Vivi. Hoàn thành sự kiện, cả hai nhận được 10 triệu điểm kinh nghiệm, kèm theo cặp chim này bay cho nó đã. Đúng là đã cái nư thiệt chứ. Vua chúa trong game Ghost Story thiện nữ đến đây là cùng thôi chứ đâu. Tiện đây Vivi cũng kể cho chồng nghe về chuyện mình đã rời bang hội. Chuyện là anh trưởng bị gái che mờ mắt, support cho một ả trong hội của yêu yêu đổ cho Vivi cái tội cướp quái, rồi tự ý lấy thảo dược chung để điều chế thuốc riêng. Mỗi tội thảo dược ấy do Vivi hái về nên lý luận này vứt. Còn chuyện cướp quái thì đôi bên đều biết. Giữa lúc còn bạn bị pressing, hai ả còn lại đến spam ngôn từ đòi công bằng, chán chả buồn phân bua. Hai chữ liêm khiết Vivi cũng đã nói đến mỏi mồm, nên thôi, tốt nhất là ao bang. Mà chuyện này cũng tốt, giờ cứ khi nào Vivi on là phải ở bên Nại Hà, sướng thế còn gì nữa. Tiếp tục hành trình đi spam sự kiện của cặp nam nữ chính. Hôm nay họ sẽ giao lưu tay chân với cặp Vô Hương và Yêu Yêu, nhưng chưa kịp ra tay thì địch đã chim cút. Nào, gọi người khác lên đây. Đối tiếp theo là hai bang chủ bang Vivi từng tham gia. Hai người này cũng có chút thực lực, chỉ là chưa đủ để ăn được cặp chính thôi. Sau khi giành chiến thắng ở máy chủ của mình, cặp đôi đến vòng chung kết liên server và cho chúng thấy sự ao trình của mình, đi một mạch tới chiến thắng cuối cùng. Không chỉ có động thái trong game, Tiêu Nại đã lên một kế hoạch cực kỳ dã man con ngàn với các thiếu nữ khác để tiếp cận Vivi ngoài đời thực, như ngồi cạnh cô lúc đi học, ngắm cô từ xa, mỉm cười khi nhìn thấy. Anh này 10 điểm, nhưng đến chung kết thì sủi mất tăm mất tích, khiến Vivi đơn côi lẻ bóng, chờ mòn mỏi mà chả thấy đâu. Nên để tiết kiệm thời gian cho người xem, ban tổ chức tuyên bố cặp nam nữ chính thua. Thất bại này khiến làn sóng dư luận sục sôi. Số gạch đá quẳng lên đầu Vivi đủ để xây một cái Time City thứ hai. Càn cái tội mang danh server đi thi đấu mà tự hủy dâng chiến thắng cho bên kia. Mấy ngày trôi qua mà chẳng thấy phu quân vào game, Vivi bắt đầu thấy lo lo. Chẳng có lẽ đời cô lại bị đá online thêm lần nữa. Đấy chỉ là hành vi của đám chap boy mà thôi, chứ đây là soái ca, mà soái ca thì luôn có lý do. Trong lần gặp đối tác về, xe của Tiêu Nại gặp tai nạn suýt thì bị chắc cun cho Isekai. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại cũng cần thêm thời gian tĩnh dưỡng. Trong thời gian này Tiêu Nại đã tìm Vivi nhưng không thấy. Hỏi bạn chơi game của cô thì được tường thuật lại mọi chuyện. Từ ngày bị xử thua đến giờ Vivi không hề đăng nhập trở lại. Quá sốt ruột, Tiêu Nại liền sử dụng nghệ thuật hắc ám giới máy tính, hack thẳng vào tài khoản của Vivi. Một khi đăng nhập vào là anh sẽ biết ngay. Suốt thời gian không liên lạc được với nhau, hai anh chị xem đi xem lại những thước phim sự kiện từng làm, thứ duy nhất để họ có thể nhớ về nhau. Đến một ngày nọ, công ty phát hành Ghost Story thiện nữ đã liên hệ với Vivi, đặt vấn đề mua lại video mà cô cùng chồng online đã làm. Sau bao ngày u sầu thì bữa nay Vivi mới lấy lại được niềm vui, cho nên cô quyết định phải làm ván game cho nó xôm. Vừa mới đăng nhập, cô đã nhận ngay lý do khiến Nại Hà không đến chung kết. Ngay lập tức cô đến chỗ hẹn nơi Tiêu Nại đang chờ. Tại đó anh đã mở lời cho một cuộc đi date ngoài đời, như bao cô gái khác chuẩn bị cho một buổi hẹn hò. Vivi rủ chị em đi lựa đồ. Bộ nào với tôi cũng đẹp hết, rất nice. Sau một thời gian chỉ giao lưu qua game Ghost Story thiện nữ thì cuối cùng ngày này cũng đến. Từ cặp couple ảo giờ đã thành couple real. Giữa lúc cả hai đang dùng bữa tâm sự thì Tiêu Nại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ các homie, kêu gọi anh dành chút thời gian và Ngọc lên góp sức cùng anh em trận bóng. Sau khi hỏi thăm ý kiến vợ thành công, Tiêu Nại chốt kèo, đợi chút là có mặt. Giờ mà đi ô tô thì hơi bị phổ thông, cho nên anh chọn xe đạp đi cho lãng mạn. Ban đầu Vivi cũng ngại mấy lời đàm tiếu qua loa linh tinh thật, nhưng ở đời đâu có mấy lần được soái ca tỏ tình cỡ này đâu, nên thôi, nghiện rồi nên ít có ngại lắm. Khổ cái đi xe đạp đúng là rất romantic, nhưng cái váy lại cứ bay phấp phới, khiến Vivi vừa đi lại vừa phải cố che chắn. Chúng ta đang chờ đợi gì ở một chàng trai tinh tế nhỉ? Đợi một chút Tiêu Nại sẽ chỉ cho mình xem. Một lát sau anh trở lại với một túi đồ ăn. Đấy các ông xem, soái ca nó phải cỡ này chứ còn cỡ nào nữa. Bảo sao không đổ cho được. Khác với các anh trai hến vương hay không công khai bạn gái, Tiêu Nại ngay trong trận bóng đã đóng một dấu phập rõ to, khẳng định chủ quyền bản thân thuộc về Vivi. Một hành động quá tuyệt vời đến từ vị trí của nam thần. Đến tôi còn mê, nói gì các chị em. Nhưng mà tôi có một thắc mắc, từ đầu phim đến cuối phim, ta có thể thấy hai người này yêu đương trên game. Chơi game đánh nhau thì ít mà hẹn hò chiêu chiêu là chủ yếu. Vậy mà nên cơm nên cháo nhanh đến chóng mặt. Thực ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Lần đầu tiên nhà trai gặp nhà gái là ở quán của chú. Khi ấy Vivi đang combat điên đảo,
Tốc độ gõ thì nhanh, thao tác lại chuẩn, giao diện lại sắc nét, như bị thiên lôi gõ. Tiêu Nại tự dưng thấy cô gái này hay phết, anh đã bắt đầu tìm hiểu. Hóa ra tất cả đã được anh này sắp đặt. Bài học này hay quá, đệ tử xin được tiếp thu. Hành trình đến với tình yêu của đôi này chắc là ước mơ của khối ông với bà. Nhưng để có được câu chuyện lâu dài thế này, họ cũng phải đối mặt với các loại đại đến tiểu tam muốn chen ngang. Nhà gái thì có Khứa Tào Quang. Sau sự vụ tin đồn thất thiệt trước đó, Khứa này đã bắt đầu có tình cảm với Vivi, cho nên đã tìm đủ mọi cách để sở hữu trái tim người đẹp. Nhưng sau này lại quay xe thích Nhị Hỉ, bạn thân của Vivi. Sau Tào Quang là đến Khứa Vô Hương ngoài đời. Bát nước đổ đi sao có thể vớt lại được. Nếu ngày xưa anh không hủy hôn thì chắc giờ có cửa. Thật ra là vẫn không có cửa so với Tiêu Nại. Còn đây là danh sách bên nhà trai. Cái này thì đông thực sự bởi chị em nào chả muốn có người yêu cỡ này. Nhưng nổi bật nhất là tiểu thư Mạnh Giật Nhiên. Nếu xét trên khía cạnh môn đăng hộ đối thì khá là ok với nam chính. Nhưng trừ cái đấy ra thì đều thua Vivi. Cho nên là chúc chị may mắn với người sau. Do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng FA cùng với lượng cẩu lương tôi nạp đầy quá, nên tôi quyết định sẽ tạm dừng video recap ở đây để chuẩn bị hành trang leo rank Ghost Story Thiện Nữ sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 22 tháng 8. Ngoài việc được vừa chiến game đồ họa xịn, vào game này kết hôn còn được phát ngọc miễn phí, người chơi còn có cơ hội kết giao bằng hữu khắp nơi. Nếu tìm hiểu được kỹ nhau rồi thì có thể tiến tới hôn nhân, sinh con đẻ cái luôn với nhau cũng được, cho nó quen với việc chăm một em bé ra sao. Hoặc nếu là người yêu thú cưng, bạn có thể đưa về một em pet cute phô mai que. Khổ báo cáo trồn gì cũng có tất, còn chần chừ gì nữa hỡi các FA. Cơ may là đây chứ còn đâu. Nhưng để có được một Tiêu Nại hay là Vivi thì còn tùy thuộc vào duyên số của anh chị em nữa. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Và đừng quên ấn like, ấn sub để không bỏ lỡ bất cứ video nào của The Reviewer. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.